Xin mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm cái đế của máy mài các bạn. Cái đế của máy mài dạng như là mình mài mấy cái cạnh góc đồ cũng rất là ok. Cái đế này là dạng như ví dụ mà các bạn nào mà chưa có cái máy mài mà hai đá đó các bạn, chưa có mua được cái máy mài hai đá thì mình chế theo cái cách này cũng rất là đơn giản mà hiệu quả nè các bạn. Mấy cái này thì dạng như mình sử dụng mấy cái sắt dụng thôi, lấy mấy cái sắt dụng mình đã chế sẵn rồi các bạn. Đây, cái đế y như vậy nè các bạn. Để mình để đây xong rồi mình quay cho các bạn xem. Đây, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại cái này mình chế sẵn rồi mà mất công mình vừa ấy vừa chế mất thời gian của các bạn. Đây, chế sẵn rồi. Nói chung là nó cũng rất là đơn giản các bạn. Đó, cái đầu tăng vô tăng ra nè các bạn. Đây, cũng dễ lắm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình sử dụng một cái cây vê 4 đó, với lại cây la, với lại một cái miếng sắt dày tầm khoảng 4-5 ly thôi các bạn. Đó, mà mình sẽ chế như vậy. Cái cách này á, là mình làm cái đế này á, là chủ yếu là mà các bạn nào không có cái máy mài hai đá thì mình sử dụng cách này cũng rất là ok, nó tiết kiệm được chi phí cho mình. Nó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, ví dụ mà các bạn muốn cái máy mài này mà nó mài nhanh quá, các bạn có thể chỉnh được cái điều tốc của cái máy mài luôn. Tại cái clip mà chỉnh cái điều tốc của máy mài này á là mình cũng có chia sẻ cái clip trước rồi. Nó các bạn có thể vô cái clip đó các bạn tham khảo chỉnh cái điều tốc của máy mài. Nay mình không có nói mất thời gian của các bạn nữa. Đây, bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra cho các bạn xem. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là một miếng sắt vê ngắn thôi, này mình chế sẵn rồi. Bây giờ mình tháo ra cho các bạn xem, với lại cái la. Đây, cái la như vậy mình uốn cong như vậy nè, mình bẻ cho nó vuông góc như vậy nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây đó, dặn cái này là điều chỉnh cho cái này vô ra nè các bạn. Đây, tháo bên đây luôn cho các bạn xem. Với lại thêm một cái đế này là cái miếng sắt này dày tầm khoảng 4-5 ly nha các bạn. Đó, đây chỉ có ba thứ đơn giản vậy thôi các bạn. Đó, như này nè. Đó, đây là cái bàn để mình để mài đó các bạn. Cái này thì tại vì mình thấy nó cũng thấy hiệu quả, nó đơn giản mà thấy nó hiệu quả nên chia sẻ cho các bạn làm luôn cho dễ. Đó, ví dụ mà các bạn có muốn mài cái bên mũi khoan hay là mài góc mài cạnh như thế nào á, các bạn có cái đế như như thế này á, thì các bạn mài nó cũng dễ lắm. Đó, còn còn cái này á, thì là dạng như mình ghen găng cho nó xong rồi mình dặn ốc vô luôn chứ mình không có hàn nha các bạn. Mình ghen găng cho nó rồi bốn con ốc này nè, cái mà mình dặn vô thôi chứ mình không có hàn chết nó. Đó, như vậy thôi, ghen găng cho nó 6 ly nè. Đó, chỉ vậy thôi. À, các bạn nào mà muốn cho cái này mà nó bền mà nó cứng chắc chắn luôn á thì các bạn dùng cái sắt dày thêm chút xíu các bạn. Nó còn mình thấy làm như vậy thì cũng cứng rồi, nhưng mà các bạn nào mà muốn cho nó cứng chắc luôn á thì các bạn lấy sắt dày thêm chút xíu thì nó sẽ bền hơn. Đó, chủ yếu là cái giá này để là mình mài được đủ thứ công chuyện đó các bạn. Nó mài góc mài cạnh đồ nó cũng ok lắm. Ok, cũng ngang ngửa với mấy mài hai đá đó các bạn. Với lại là cũng có mấy bạn nè các bạn, có mấy bạn là cũng dùng cái chỉ cần một cái miếng sắt chữ V này thôi các bạn. Nó dùng dùng một cách này nè các bạn. Cách mài này thì nói chung là nó cũng không có hiệu quả nha các bạn. Ví dụ mà các bạn chỉ sử dụng một cái miếng cái sắt V này thôi. Đó, các bạn dặn vô, dặn cứng nhưng mà lúc mà cái máy á, nó hoạt động á, nó sẽ gùng dữ lắm, nó gùng lắc dữ lắm, là các bạn dặn cứng đi chăng nữa là nó cũng sàn lắc y chang vậy. Đó, sàn lắc như vậy nó vừa không có hiệu quả mà nó cũng rất là nguy hiểm đó các bạn, nó xoay dữ lắm. Đó là như vậy nè. Đây, để mình dặn vô mình ấy cho các bạn xem. Đó, có mấy bạn là chỉ có sử dụng cái cây vê như vậy thôi. Đó, cây vê như vậy thì dạng lúc mình mài á, là cho dù các bạn dặn cứng đi chăng nữa thì ví dụ dặn cứng quá thì nó sẽ tuôn tuôn răng ngay chăng cái đầu máy mài, tại vì máy mài này nó bằng nhôm, các bạn dặn cứng quá thì nó sẽ bị tuôn răng, mà dặn mà vừa tay thì nó sẽ rung lắc như vậy, các bạn khó mài lắm, các bạn khó canh chỉnh lắm. Đó, như vậy nè. Cho dù mà đây bây giờ ví dụ mà có cái đế này thì các bạn dễ hơn, nhưng mà nó vẫn còn lắc qua lắc lại nha các bạn. Để chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà nó hết lắc mà nó cứ ngắt luôn các bạn. Đó, bởi vậy các bạn đừng nên mài bằng cách này nó không không có hiệu quả các bạn. Đó, như vậy nè, nó rung dữ lắm, nó rung mà nó lắc lắc qua lắc lại nên nó khó mài lắm các bạn. Còn đây, sau khi mình đã gắn cái đế vô này các bạn, gắn đế vô vẫn còn lắc qua lắc lại nữa các bạn. Đây,
À, mình chỉ dặn một con ốc thôi đó, dặn một con ốc là dạng như là máy rung là nó sẽ bị lỏng, nó rắc liền đó. Là mình cái cách khắc phục là dạng cũng đơn giản đó các bạn, khắc phục mà cho nó chắc chắn luôn á. Đây chỉ cần đơn giản, mình đã khoan cho nó sẵn một cái con ốc 6 ly ngay chân này, cái lỗ 6 ly ngay chân này các bạn. Mình lỗ 6 ly hoặc 8 ly cũng được các bạn. Các bạn gắn vô đây, gắn vô đây là mình cho nó đây, phải canh cho nó ngay tâm luôn đó. Mình giữ cho nó ngay luôn, ngay ngay hẳn đứng luôn. Cái máy mài là cái mình dặn vô cho nó chắc thôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái con ốc này rất là quan trọng các bạn, nó sẽ giữ chắc cái máy khoan đó, y chang vậy thôi, là cứng ngắc luôn á đó. Ví dụ mà các bạn mà chỉ có dặn một con ốc của cái máy mài vô thôi là nó không có chắc đâu các bạn. Đây đôi khi mà các bạn dặn cứng quá nó sẽ bị tuôn răng luôn, nó như vậy đó. Bây giờ mình dặn cứng vừa tay là ok đó, rồi cứng ngắc luôn các bạn đó, cứng ngắc luôn y vậy thôi, là các bạn mài thoải mái luôn, nó không có bị lắc qua lắc lại đó, rất là ok luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mài thử cái này cho các bạn xem nha. Mày mài thử cái đục cho các bạn xem trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn máy vô rồi mình sẽ mài thử cho các bạn xem trước. Đây cái giá này nè, giá này thì dạng như mình có thể tăng chỉnh kéo ra kéo vô đồ được hết cho các bạn mài nó cũng dễ mà ok lắm, cũng ổn lắm đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô cái mình mài thử cho các bạn xem. Với lại là cái máy mài này mình đã cũng đã chỉnh cái điều tốc cho cái máy mài này cho các bạn. Cái clip chỉnh điều tốc của máy mài này mình cũng có chia sẻ các bạn đó, các bạn có thể xem lại cái clip đó ha đó. Tại vì đây mà bắt đầu mà mình tăng lên cho nó lớn nè các bạn đó, các bạn nhìn thấy tiếng nó lớn không đó. Dạng như cái máy mài này mình cũng đã chỉnh cái điều tốc rồi đó, nên các bạn dễ mài lắm. Ví dụ mài bất cứ cái món nào mà dạng như là cần mài mà nó nhẹ thì các bạn chỉnh giảm cái điều tốc chút xíu là nó sẽ nhẹ xuống. À đây bắt đầu mình từ từ cho nó nhẹ xuống nè đó, đang chạy nhẹ đó các bạn đó, chạy nhẹ đó. Dù sao mình chỉnh cái điều tốc lúc mình mài đâu mình cũng dễ đó. Bây giờ mình tăng lên cho nó các bạn đó, tăng mạnh luôn nè đó. Các bạn nghe nghe tiếng không, cái tiếng là các bạn biết mà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mài lên cái đế này cho các bạn xem. Mà mình lấy cái đục mình mài thử cho các bạn. Cái này thì mình quay nhanh chút xíu cho đỡ mất thời gian các bạn á. Đó, cái mài dạng như cũng rất là ok nha các bạn. Ví dụ mà các bạn mà muốn mài cái nào mà cần mà dạng như mòn ít thôi, các bạn chỉnh cái máy mài cái đường tóc nè, và cái clip chỉnh cái máy mài bằng cái đường tóc á là dạng như mình cũng có chia sẻ rồi. Các bạn có thể vô xem cái clip đó tham khảo lại nha các bạn. Đó. Còn bây giờ mình mài cho các bạn xem nè, cũng rất là ok nha các bạn. Đó, mình mài mình lấy cái góc cạnh rồi cái đục này cho các bạn xem luôn. Mình mài xong rồi cái mình quay cho các bạn xem luôn. Dạng như các bạn để trên cái đế này á, các bạn dễ mài lắm. Mài cạnh góc rồi các bạn canh chỉnh rồi cũng nó cũng dễ lắm. Đó, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, mình lấy hai cái góc này cho các bạn xem. Đó, mài hai góc cạnh này cho các bạn xem nè. Đây các bạn, sau khi mình đã mài cái đục này xong rồi các bạn, đây mình cố tình mài cho các bạn xem cái góc cạnh nào cho nó bằng nhau đó các bạn. Đó, chủ yếu là mình cái máy mài này á là mình mài những cái góc cạnh như thế nào á là quan trọng, là mình làm dấu sẵn là mình mài rất là dễ các bạn. Đây, với lại mình mài những cái mũi khoan đó các bạn, mài mấy cái mũi khoan nào cũng rất là ổn các bạn. Mũi khoan thì dạng như là các bạn để về mài cũng được, còn các bạn mà muốn mài chậm á thì các bạn giảm cái điều tốc của máy mài lại thì các bạn mài nó sẽ dễ hơn đó. Các bạn nhìn thấy cũng đơn giản mà nó cũng hiệu quả nha các bạn. Đây là mài ra góc đàng hoàng nè các bạn đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mũi khoan này nè các bạn, lấy cái mũi khoan này mình mài cho các bạn xem, mài sơ cho các bạn xem. Tại vì có gì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái clip mài mũi khoan trên cái đế này luôn các bạn. Cái này mình mài sơ thôi chứ mình không có canh chỉnh các bạn. Khi nào mình canh chỉnh thì mình mới mới chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, chủ yếu là mà các bạn để lên cái đế này nè, để lên cái đế này các bạn mài cũng rất là dễ các bạn, dễ canh dễ chỉnh nữa. Các bạn mài nó cũng tiện, nó hiệu quả hơn. Đó, bây giờ mình sẽ mài cho các bạn xem.
sau khi mình đã chia sẻ cho các bạn làm cái đế của cái máy mài này, các bạn máy mài cái đế này dùng để mình mài gốc đồ nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó cũng tiện lợi ha, nó cách chế thì nó cũng đơn giản nhưng mà mình thấy nó cũng hiệu quả. Cái thứ nhất là các bạn là khỏi cần mua cái máy mài hai đá cũng được, ví dụ mà các bạn nào mà chưa có mua thì các bạn khỏi cần mua cũng được, sử dụng cách này cũng được, nó là nó đỡ tốn kém hơn. Cái thứ hai á, là các bạn có thể dùng cái này á, mài gốc đồ cũng hiệu quả, mài mũi khoan, mài những cái gốc của những cái món đồ nào bên xe hoặc là bên vật liệu bên gia đình thì nó cũng dễ hơn. Đó, có cái đế này thì các bạn sẽ mài nó dễ hơn, các bạn để đồ trên cái đế này các bạn mài canh chỉnh đồ nó sẽ tiện hơn. Đó, còn các bạn mà muốn mài là cái nào nhỏ nhỏ đây, với lại quan trọng là cái con ốc này nha các bạn nhớ con ốc này nha, con ốc này là nó giữ cho cái máy mài mình sẽ không rung lắc, đó là nó rất là ổn cho các bạn, chứ mà không có con ốc đó là nó sẽ lắc á. Đó, chỉ cần là không có con ốc đó là nó sẽ lắc liền. Đây, lúc mà mình ốc này nó giữ nè, lúc mà mình mài cái vật gì đó là mình sẽ đẩy đẩy vô thì con ốc này sẽ giữ lại, đó con ốc này nó sẽ chặn lại. Đây, khi mà con ốc này thì các bạn dặn cứng vừa tay thôi đó, còn quan trọng cái con ốc nhỏ 6 ly đó đó, đó chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc mà các bạn mài vô, các bạn đẩy vô nha, đẩy vô thì nó sẽ không có chạy vô, nó sẽ giữ chắc cho các bạn luôn, các bạn dễ mài hơn đó. Còn ví dụ mà các bạn muốn mà giảm, xem cái clip mà giảm cái điều tóc đó, các bạn làm giảm cái điều tóc cái máy khoan này nè, cái máy mài này nè, các bạn có vô tham khảo là cái clip trước đó, mình cũng có được chia sẻ đó, các bạn có gì xem tham khảo giảm giảm tóc cái máy mài nè đó. Rồi vậy mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn, rồi mình xin chúc các bạn thành công, rồi mình xin cảm ơn các bạn.